Xin chào quý vị các bạn. Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Xin trân trọng giới thiệu quý vị. Đây là chiếc Fiesta, Ford Fiesta bản hatchback. Xe được sản xuất năm 2011, số tự động, động cơ 1.6. Fiesta bản S. Đây là bản S, tức là bản Sport. Fiesta bản Sport là bản cao cấp nhất của Fiesta. Động cơ 1.6, số tự động, sản xuất năm 2011, kiểu dáng hatchback một đầu. Chiếc xe này thì nó phù hợp cho với quý vị, nhất là chị em phụ nữ đi ở khu vực đô thị, đường nhỏ chật chội thì nó xoay sở dễ dàng. Chiều ngang cơ sở của chiếc xe này thì lại rộng, nó chỉ có ngắn một chút thôi, tức là nó thu hẹp về cái phần cốp. Thế nhưng mà về phần chiều ngang thì vẫn rộng, cho nên là ngồi trong xe thì vẫn cảm thấy rất là rộng rãi. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Hotline 0855 966 966 với giá là 330 triệu đồng. 330 triệu đồng cho một chiếc Ford Fiesta bản hatchback, số tự động, động cơ 1.6. Đây là mình đang quay thân vỏ, thiết kế kiểu dáng bên ngoài của chiếc xe. Sau đây mình sẽ giới thiệu đến phần nội thất và trang thiết bị cấu tạo cũng như là các thông số kỹ thuật. Ford Fiesta sản xuất năm 2011, số tự động, động cơ 1.6 AT. Xe bên ngoài thì mình có thể nhìn thấy đây. Chiếc xe này thì nó chỉ được trang bị hệ thống phanh ABS ở phía trước thôi, còn phía sau vẫn là hệ thống phanh tăng trống. Xi nhan trên gương, đèn pha thường, nó chỉ là đèn pha thường thôi, rồi hệ thống đèn gầm, đèn pha, đèn gầm. Bây giờ mà đặc biệt là cái đuôi xe của Fiesta nó làm rất đẹp. Hatchback của cái bản hatchback này nó làm rất đẹp luôn, cái đuôi của nó nhìn các bạn đấy, nó có theo cả cái đuôi cá rồi gạt mưa sau, rất là đẹp. Bản mình xin nhắc lại với các bạn, đây là bản Sport ạ. Fiesta bản S, tức là bản Sport. Xe được trang bị cảm biến lùi và camera, có cả camera lùi và đồng thời lại có cả cảm biến lùi nữa. Đây ạ, ba mắt cảm biến lùi đây, và có cả camera nữa rồi. Cái kiểu dáng của cái đuôi xe này thì rất đẹp, mình rất thích cái kiểu dáng đuôi xe của chiếc Fiesta. Và bây giờ mình sẽ đi về phần cấu tạo, xem về phần nội thất và trên thiết bị, trang thiết bị trong xe nó có những cái gì, mình xin quay chi tiết cho các bạn. Đây, mình mở cánh xong mình quay một vòng xung quanh cho các bạn theo dõi về chiếc xe. Vâng, bây giờ mình sẽ giới thiệu. Xe thì có trang bị xi nhan trên gương này, gương kính cục điện, gương kính chỉnh điện. Đây ở gương kính chỉnh điện này, cái nút chỉnh điện của gương, nút chỉnh gương nó lại nằm ở cái vị trí ngay trên cái tai mở cửa, nó hơi đặc biệt một chút. Đây là cái nút chỉnh gương ở đây. Đèn pha thì nó lại nằm cũng hơi đặc biệt một chút, đèn pha của chiếc này nó nằm ở đây. Đây là bật đèn pha đấy ạ các bạn nhé. Đèn pha của chiếc này nó thay bằng nằm ở trên cần vặn, như là những dòng xe khác thì nó lại nằm ở đây ạ. Đây là chế độ tắt và đây là chế độ bật, hai chế độ bật. Còn
pha xa pha gần thì vẫn ở trên này thôi. Pha xa pha gần thì lại vẫn ở trên này. Nhưng mà cái này thì thay vì đẩy ra để pha xa thì các bạn chỉ cần kéo hai lần. Kéo một lần thì nó sẽ pha xa, mà kéo lần nữa nó sẽ pha gần. Vô lăng tích hợp bàn phím. Đầu CD 6 đĩa. À, tại sao mình lại thấy nhìn thấy camera ở đằng sau mà vào đây thì lại là đầu CD? Thì là đây là chiếc xe này là trước đây chủ cũ là họ lắp camera trên gương. Đây dây vẫn còn nguyên đây, dây cấp nguồn và dây camera. Đây là đầu jack của camera đây, còn đây là đầu jack của cấp nguồn đây. Tức là họ trước đây là họ lắp camera trên gương, nhưng mà khi bán xe thì họ đã gỡ ra rồi. Đây là jack nguồn và jack dây camera đều đã về đến đây. Mình chỉ cần mua một cái màn hình camera trên gương, mất một loại bình thường thì khoảng độ tầm 900 đến 1 triệu, còn loại tốt thì khoảng độ 2 triệu 3 triệu đấy, tùy theo màn hình. Thì mình chỉ việc là có sẵn dây camera đây rồi. Đây là đầu này là đầu camera và đầu này là đầu jack nguồn. Thì mình cắm vào đây, mình treo ở trên gương này là ok. Thì cái đấy là nó tích hợp cả camera hành trình cũng như là ở camera lùi, rồi là định vị, dẫn đường các thứ, nó sẽ tích hợp ở trên cái camera trên gương như thế này. Vâng. Thế còn xe được trang bị túi khí. Đây, túi khí nằm ở trên vô lăng. Tất cả những cái xe bây giờ thì đều tối thiểu ít nhất là phải có một túi khí ở trên vô lăng và một túi khí ở bên ghế phụ. Là tối thiểu là họ phải có cái đấy. Vâng. Xe bây giờ nó thường xe nào cũng vậy. Về mặt đồng hồ, rồi là mặt táp lô, táp ly, các bạn có thể nhìn thấy đây, xe nó còn rất đẹp. Mặt táp ly gần như là mới luôn, mặt táp lô như mới. Các bạn nhìn thấy, nhìn rõ luôn mặt táp lô như mới. Còn đây là táp ly đây, các bạn nhìn thấy táp ly, mình quay như này cho các bạn dễ nhìn. Đây táp ly cũng còn rất đẹp, không xước sát gì. Táp ly, táp lô đẹp. Tóm lại là táp ly, táp lô đẹp. Chiếc xe này hiện nay đang chạy, xe sản xuất năm 2011, đồng hồ công tơ mét DOD hiện nay đang hiển thị là 8 vạn 9. Mình cứ cho là 9 vạn đi, 8 vạn 9 thì cứ gọi là 9 vạn đi. Là 2011 đến nay, tức là mỗi năm cũng đi 1 vạn, hơn 1 vạn thì đấy. Là xe là như thế, là theo mình nhận định thì khả năng cái đồng hồ này là chuẩn. Bởi vì xe này mình cũng mua của dân mà. Mình chỉ chủ yếu mua xe thì mình quan trọng về chất lượng của xe thôi, chứ còn đồng hồ đối với mình nó không quan trọng. Cái xe mà nó đẹp thì là hay không, nó không nằm ở cái đồng hồ, mà nó nằm bởi vì cái đồng hồ thì có thể người ta can thiệp được. Nhưng mà nhìn cái chất xe thì mình biết ngay được cái xe đấy già hay là xe đấy tươi. Xe già thì có đồng hồ có chỉ 5.000 mình cũng không tin, mà cái xe tươi thì chắc chắn là nó chạy ít rồi. Đây ạ, mà các bạn nhìn thấy mặt đồng hồ rồi mặt đầu CD các thứ là rất đẹp. Vô lăng cũng còn rất đẹp. Cần số đây ạ. Cần số nguyên bản còn rất đẹp. Đây các bạn nhìn thấy đây. Xe rất đẹp, ghế da. Riêng về nội thất thì mình nói luôn là chiếc xe này là nội thất màu nâu. Thì cái ghế da này thì khả năng là may lại rồi. Cái ghế da này là may lại rồi. Mình nhìn thấy theo con mắt nghề của mình thì chiếc ghế da này đã bọc lại ghế. Bọc lại ghế thế này thì cũng không phải là ấy đâu. Cũng có thể là một là do cái da cũ nó bẩn hay là như thế nào đấy, người ta thích, người không thích người ta thay. Hoặc là về phong thủy, có những người người ta thích cái màu nâu như này thì người ta thay cái màu nâu vào. Còn ghế da thì đã thay rồi, chứ không phải ghế da như nguyên bản nữa. Mình khẳng định luôn, cái ghế da này là ghế da đã bọc lại, nhưng mà cũng mới bọc lại thôi, vẫn còn rất mới, rất đẹp. Trần nỉ nguyên bản đây ạ, trần nỉ nguyên bản rất đẹp đây. Trần nỉ nguyên bản đẹp. Đây là mình đi về đến khoang cốp của chiếc xe này. Xe này thì mình nhìn thấy cái cốp của nó, các bạn nhìn đấy. Nhìn cái hướng này là nhìn cái cốp của nó, cái đít của đuôi xe của nó đẹp thôi rồi. Xe được trang bị cả gạt mưa đằng sau các bạn nhé, gạt mưa sau. Xe trang bị cả gạt mưa sau, đây là cái cốp của nó. Đây là cái cốp của nó. Cốp của chiếc xe này thì nó cũng không bé quá mà cũng không rộng, không được rộng lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi bé quá. Mình xem nào, chiều ngang của cốp là 1, 2, 3. Tức là chiều ngang của cốp gần được 60 phân, xích sát 60 phân chiều ngang.
Tức là đây cái chiều này là mình đo, đây là mình đo ba gang tay của mình là khoảng độ 60 phân. Gang tay của mình hơn 20 phân thì mình đo ba gang hơi thiếu một tí. Thì đấy, thì là nó khoảng độ tầm 60 phân. Gang tay của mình là 22 phân. Để mình dở cái khoang cốp ra cho các bạn xem. Đây là lốp sơ cua. Đây là lốp sơ cua của xe. Lốp còn xem là mình kiểm tra xem cái lốp lốp này có phải lốp theo xe không bạn nhé. Lốp này là lốp theo xe các bạn ạ. Lốp sơ cua theo xe vẫn còn nguyên mà gần như là mới. Lốp đây là mình khẳng định với các bạn luôn, đây là lốp sơ cua theo xe. Mình xem đây là mình, đây là mình nhà nghề thì mình xem được. Nó dễ thôi. Cái này các bạn nào mà biết về xe thì cũng biết. Chiếc xe này là lốp đấy. Lốp này là lốp sơ cua theo xe và còn rất mới. Còn nguyên vết sơn đây ạ. Lốp sơ cua theo xe. Còn về cái phần G đây ạ, các bạn có thể nhìn thấy đây là cái phần sắt xi, phần G của khu vực cốp thì tôn rất là đẹp, sạch sẽ, không có bị đâm đít biết gì cả. Xe rất đẹp, xe keo chỉ zin. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 330 triệu đồng thôi. Chỉ cần 330 triệu đồng các bạn sẽ sở hữu chiếc xe này, 330 triệu đồng tại Dung Audi Ô Tô Cũ Hải Dương. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi đến chi tiết nội thất khoang máy. Bây giờ nội thất mình quay rồi, thân vỏ quay rồi, nội thất quay rồi, cốp quay rồi. Bây giờ mình sẽ quay đến phần khoang máy của chiếc xe. Với khoang máy của chiếc xe này thì đây các bạn nhìn thấy đây ạ, khoang máy của chiếc xe này nó có một cái, những cái khoang máy của cái xe này nó có một cái nhược điểm là nó không có cái chắn gầm. Nó không có chắn gầm cho nên là các bạn có thể nhìn thấy dưới mặt đất luôn ạ. Đây ạ, mặt đất mình đưa cái giày và các bạn có thể nhìn thấy ngay cái giày của mình ở dưới đây này. Đây ạ. Đấy, cái giày của mình dưới đấy. Thì xe mà nó không có cái chắn gầm như này thì thường thường là đi là nó sẽ bị bụi nó cuốn lên. Nó sẽ bị bụi nó cuốn lên thì đây là điển hình đây ạ. Điển hình của chiếc xe mà bị bụi cuốn lên thì đây nó bẩn như thế này đấy các bạn này. Nhưng mà đây là bẩn và bẩn biết bụi thời gian thôi. Tức là bụi nó cuốn lên là mình chạy nó cuốn lên đây nó bụi bẩn đây này. Chứ còn đây mình có thể lấy tay mình miết cái là mình sẽ thấy nó. Đấy. Cảm ơn nghe điện thoại nhé. Nó bị bụi bẩn nó cuốn lên thì nhưng mà nó vẫn là máy móc chủ yếu, quan trọng là mình xem cái bẩn cái sạch mình không quan trọng mà mình phải nhìn vào trong khu vực máy, đặc biệt là cái phần mà đây ạ, mình nhìn đây, các bạn nhìn đây, đặc biệt là cái phần mà giữa hộp số và vách máy. Các bạn có thể nhìn đây này, đây phần giáp giữa hộp số và máy đây ạ, đấy mình quay đúng vào cái khe đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó khô ráo, sạch sẽ, không bị chảy dầu. Thì về nói chung nó chảy dầu thì nó cũng không quan trọng lắm đâu. Đừng, các bạn đừng nghĩ rằng xe mà máy nó chảy dầu nó là một vấn đề gì to lớn. Nó không có gì to tát cả. Nó không có gì to tát cả mà nó chỉ là một cái vấn đề rất là đơn giản, nó là cái gioăng. Nó chỉ là một cái gioăng để giữ kín dầu nó lâu ngày, hoặc là một vấn đề gì đấy, hoặc là lâu ngày nó lão hóa thì nó dỉ dầu, hoặc là nhiệt độ máy nó cao một thời gian dài thì nó bị chảy dầu, mình về mình thay cái gioăng là đơn chuyện đơn giản, không vấn đề gì. Nhưng mà máy móc khô ráo thì về mình đỡ phải làm, và chắc chắn rằng là như thế là máy nó đang còn rất là tốt đấy, mình khẳng định luôn. Cho nên là các bạn đừng quan trọng hóa gì cả, nó chảy dầu đây đâu thì mình thay cái gioăng ở đấy là ok, nó không đáng bao tiền cả. Chủ yếu là quan trọng là xe cũ là các bạn mua, các bạn kiểm tra hộ mình là máy có nổ có êm hay không, tiếng máy nổ có đều hay không, và xe chạy có bốc hay không, thế là được. Còn về phần số thì đối với dòng xe số sàn thì côn nhẹ, số ngọt, cửa số tốt, số vào là chuyển vào số nào không mất số nào cả, chạy ok là được. Còn số tự động thì số nhẹ,
chuyển số đều. Các bạn đạp ga thì xe nó sẽ tự chuyển số mà không có bị giật, thì đấy là ok các bạn nhé. Đây là cái khoang máy của chiếc xe Ford Fiesta, xe còn nguyên bụi bẩn của thời gian. Các bạn có thể nhìn thấy xe còn nguyên bụi bẩn của thời gian. Xe mình đánh giá chiếc khoang máy của chiếc xe này là ok, tức là máy móc là ok. Đấy là theo cái đánh giá là con mắt thợ, gọi là cảm quan của mình, thì mình đấy là cái nhận định của mình là như vậy. Các bạn có thể xem xe, kiểm tra xe trực tiếp tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Liêm, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Nhà mình nằm ở bên cạnh khách sạn Trường Thành, nằm ngay bên cạnh khách sạn Trường Thành đây ạ. Và là mặt đường quốc lộ 5 hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Đây là xe đi Hà Nội đi Hải Phòng đấy ạ. Vâng, các bạn có thể trực tiếp đến xem xe, kiểm tra xe, test xe tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Liên, thành phố Hải Dương, hotline 0855 966 966. Mình hoan nghênh các bạn đến xem xe trực tiếp bằng mắt, sờ vào xe, chạy thử xe và test xe. Các bạn có thể dẫn thợ đi cùng hoặc là nhờ những người hiểu biết về xe đi xem xe hộ, hoặc là các bạn có thể nhờ một bên thứ ba. Bên mình cũng hỗ trợ cho các bạn có thể nhờ một bên thứ ba, đó là các hãng ô tô, các gara ô tô, các trung tâm dịch vụ bảo hành sửa chữa ô tô lớn như Toyota, Hyundai hay là Ford ở ngay gần đây thôi, ngay cách đây mình có vài cây thôi. Họ là một bên thứ ba và là bên sửa chữa bảo hành bảo trì. Thì các bạn nào mà cần thiết mà không nhờ được người thân hay là bạn bè hay những người quen biết biết hiểu biết về xe, hoặc là không nhờ được thợ, thuê được thợ đi kiểm tra xe hộ, thì mình có thể là cùng nhau là tiến hành kiểm tra xe tại một bên thứ ba, đó là các trung tâm dịch vụ bảo hành bảo chữa sửa chữa bảo dưỡng ô tô lớn như Honda, như xin lỗi các bạn, như Toyota, như Hyundai, như là Ford. Ở đây có, ở gần đây mình cách đây có vài cây thôi là có rồi, 2-3 cây thôi là có. Các bạn có thể yên tâm, xe nhà mình với cái nội dung là xe có như thế nào mình sẽ nói như vậy. Xe không lỗi là mình bảo không lỗi, xe đẹp là mình bảo xe đẹp, xe zin là mình bảo xe zin. Còn các bạn có thể để cho một bên thứ ba họ kiểm tra và họ thông báo cho nó khách quan thôi. Chẳng qua là đấy là cho khách quan và cho thêm xem tự tin tưởng thôi. Chứ còn nếu như thật sự nhà mình bán xe thì có thâm niên rồi và có uy tín lâu dài rồi. Có những người họ chỉ cần alo cho mình đúng một, người ta chỉ xem clip thôi. Người ta xem clip xong họ alo cho mình đúng một cuộc điện thoại, mình chuyển tiền, họ chuyển tiền cho mình và họ mình chuyển xe cho họ. Họ chuyển tiền cho mình là mình chuyển xe cho họ. Có những bác, có những anh, có những chú ở trong miền Nam, họ mua xe họ ngại đi và họ xa quá họ không đi được. Họ ở Nha Trang, ở Lâm Đồng, ở Bình Thuận, ở Long An, ở dưới tận miền Tây, rồi ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Lâm Đồng các thứ, là rồi là ở Bình Dương, Đồng Nai, họ đều xem xe xong họ kiểm tra xe bằng video như này. Họ xem xe xong rồi họ nói với mình, họ alo cho mình và họ xin số tài khoản, họ chuyển tiền và mình chuyển xe vào qua xe lồng cho họ thôi, xe chuyên dụng trở vào là ok. Cho nên các bạn hãy yên tâm tin tưởng. Những bạn nào mà biết Dung Audi rồi thì cái điều đấy thì mình không cần phải nói, nhưng mà có những bạn chưa biết thì các bạn có thể yên tâm hoàn toàn khi mua xe tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, nằm bên cạnh khách sạn Trường Thành, mặt đường quốc lộ 5. Hotline, số điện thoại hotline là 0855 966 966. Đó là số trực tiếp của Dung Audi. Với phương châm bán hàng của chúng tôi, đó là pháp lý là đảm bảo. Toàn bộ xe bán tại cửa hàng đều được đảm bảo về pháp lý, 100% đảm bảo về pháp lý. Chất lượng là phải là hàng đầu. Là toàn bộ xe bán tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương là do trực tiếp Dung Audi ô tô cũ Hải Dương sờ vào xe, kiểm tra xe, chạy thử, test xe, thấy ok mới mua về bán cho bà con. Cho nên bà con yên tâm, về chất lượng chúng tôi đặt lên hàng đầu. Còn giá cả, đối với Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, giá cả là một tính yếu tố cũng không kém phần quan trọng, nằm trong cái tiêu chí là pháp lý đảm bảo, chất lượng hàng đầu và giá cả phải cạnh tranh.
Chứ còn xe ông có đẹp nhưng mà giá ông cao thì ông cũng không bán cho ai được. Đấy là mình nói thẳng với nhau một câu như thế cho nhanh. Là xe ông đẹp, giá ông bán bằng với xe xấu của người ta thì ông mới bán được. Chứ còn xe ông đẹp mà ông bán giá trên trời cũng không ai mua đâu, khẳng định một câu. Cho nên là giá cả nó phải cạnh tranh. Mình hơn nhau ở cái chỗ là xe của mình về chất lượng nó tốt hơn, giá cả mình bán bằng người ta thì mình người ta sẽ mua của mình. Còn thậm chí là xe nhà mình bán còn giá cả mình dám nói là nhiều khi là mình khẳng định luôn là giá cạnh tranh nhất miền Bắc bây giờ. Các bạn cứ yên tâm một điều đấy, giá cả nhà mình luôn luôn cạnh tranh. Thế còn về cái uy tín của Dung Audi thì chúng tôi bán được xe, chúng tôi phát triển được, đó là nhờ uy tín. Làm việc bán hàng, mua xe bán xe đều dựa trên uy tín. Làm việc với khách hàng cũng phải là uy tín. Cho nên các bạn yên tâm. Bốn tiêu chí hàng đầu tại Dung Audi ô tô của Hải Dương xin nhắc lại là: pháp lý là đảm bảo, chất lượng hàng đầu, giá cả cạnh tranh và uy tín tạo nên thành công. Xin hoan nghênh quý vị về xem xe trực tiếp tại Dung Audi ô tô của Hải Dương. Ngày hôm nay Dung Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị một chiếc Ford Fiesta bản hatchback 5 chỗ, động cơ 1.6 số tự động, sản xuất năm 2011, được chào bán với giá là 330 triệu đồng. 330 triệu đồng là giá chào bán cho chiếc xe Ford Fiesta bản Sport sản xuất năm 2011, số tự động, động cơ 1.6. Hoan nghênh quý vị về xem xe, kiểm tra xe, test xe, chạy thử xe trực tiếp tại Dung Audi ô tô của Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, mặt đường quốc lộ 5, hướng Hà Nội, Hải Phòng, nằm bên cạnh khách sạn Trường Thành. Hotline trực tiếp 0855 966 966. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video clip tiếp theo. Xin trân trọng kính chào quý khách.